xào, thấy cái nồi nó xào nó húi. Ý sau khi cái nồi mình làm bài xong khắc phục luôn cái lỗi mà rung ra đầu á, như nó kêu luôn đó, mình làm chuông nè, ố so hai lọc gió đồ chơi nè, giúp cái lượng gió nó nhiều hơn, gió diêm thì nó không đủ nè, còn giấy nè này cũng mới thay nhưng mà chạy không ngon, gió đồ chơi thì nó nhiều gió mạnh hơn, bốc hơn, làm phay bánh bi bẻ độ làm hết luôn. Giờ nãy mình lắp vô mình test cho anh em xem nó bốc, nó mở tua luôn nha. Hồi nãy zin nó lên tới đây rồi nè. Mình làm xong nó sẽ vô rồi nó sẽ vượt qua mức này luôn. Nó hết luôn. Chơi à, làm mà kêu dở đầu rồi kia anh mới chịu, chịu chơi lắm năm mươi mạnh hơn Vin nhiều lắm, Vin chạy không lại đâu, cầu tay mình rồi tiếp tục con nè Vario cờ lịch thái. Chú bách ba chuẩn bị để giờ nha, bóng bò xong rồi.